Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình nói về chủ đề này tại vì khoảng 3 tháng gần đây thì Thợ Neo ở tiểu bang California đang xôn xao về cái đạo luật mới của tiểu bang mới ban hành. Thì vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì tiểu bang California mới vừa ra cái đạo luật gọi là AP5, tức là Assembly Bill 5. Thì cái đạo luật này ra là theo ông Tyler Diệp, là người dân biểu gốc Việt duy nhất của Quốc hội California, thì theo ông là cái đạo luật này ra là để bảo vệ cho thợ nail và thợ tóc ở tại tiểu bang California. Thì cái lý do mà để Quốc hội thông qua cái AB5 áp dụng cho nghề nail á là vào khoảng năm 2018 thì Quốc hội Pháp viện tối cao của California mới ban hành cái đạo luật là AB5, có nghĩa là tất cả các ngành nghề mà làm ở tại tiểu bang Cali thì người chủ phải trả lương và xem họ như một nhân viên và trả theo W2 chứ không phải là trả theo 1099 nữa. Thì đến đầu năm 2020 này thì Quốc hội mới thông qua đạo luật này áp dụng cho nghề nail và siết chặt là tất cả các chủ tiệm nail đều phải trả cho lương cho thợ theo check W2. Thì nói đến W2 và 1099 thì mình chia sẻ với các bạn về mình cái hiểu biết của mình về W2 và 1099. Thì cái W2 á là các bạn lãnh lương thì theo mỗi kỳ lương bạn sẽ bị trừ thẳng trực tiếp tiền thuế trên đó, và cuối năm khai thuế à, bạn nếu mà bạn low income làm không đủ thu nhập thì sẽ được trả thuế. Còn cái 1099 tức là independent contractor, có nghĩa là người làm việc độc lập, nhà hàng độc lập, thì mỗi cái tờ check mà bạn lãnh ra không bị trừ thuế, nhưng mà sau khi đến cuối năm á, thì bạn phải đóng thuế, khai thuế và đóng thuế ngược lại và không được trả đồng nào hết. Thì cái ưu điểm của W2 á, thì khi bạn lãnh W2 thì chủ tiệm phải trả lương theo giờ, và giờ đó là hưởng mức lương tối thiểu của tiểu bang, tối thiểu hoặc là hơn của tiểu bang, không thể nào thấp hơn được. Với lại cộng thêm cái tiền overtime khi mà bạn làm hơn 8 tiếng cho một ngày, tức là từ tiếng thứ 9, thứ 10 trở đi bạn sẽ lãnh overtime, và hoặc là hơn 40 giờ trên một tuần, thì tức là tiếng thứ 41 trở đi bạn sẽ lãnh được cái tiền overtime. Cộng theo đó nữa là giờ ăn trưa, khi mà bạn làm việc 4 tiếng bạn sẽ được nghỉ 10 phút ăn trưa, hoặc là nếu mà bạn làm việc 5 tiếng bạn sẽ có giờ cơm là khoảng 30 phút. Thì cái này là tùy chủ tiệm nail hay là tùy người chủ, người ta quy định cho các bạn thôi. Mà những cái giờ nghỉ này thì sẽ không được tính lương. Và các bạn được trả W2 á, thì khi bạn lãnh tờ check nó bị trừ thuế, mà trong cái thuế đó thì chủ tiệm phải đóng một phần về cái quỹ nhân viên nữa, giống như là quỹ an sinh xã hội nè, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bồi thường lao động, hình như ở Cali là thêm cái quỹ là tàn phế nữa, quỹ tàn phế của tiểu bang nữa. Cùng với đó là các bạn có thể hưởng được các ngày nghỉ lễ, ngày phép năm á mà vẫn có lương. Thì cái này nghĩ là cũng tùy theo cái chủ tiệm người ta quy định có khả năng hay không thôi. Còn nếu mà bạn lãnh về 1099 á thì không hưởng được mấy cái này. Thì luật AB5 là như vậy, nhưng mà cũng có ngoại lệ, các bạn cũng có thể lãnh được theo 1099 như trước giờ, nhưng mà nếu mà phải hội đủ 5 cái điều kiện của luật Quốc hội Cali ban hành á. Thứ nhất là các bạn phải có hợp đồng mướn chỗ, tức là mướn station á. Cũng có nhiều người, lúc trước thì mình cũng gặp nhiều người mướn lắm, như nguyên một cái tiệm nail lớn vậy đó. Thì họ mướn khoảng một cái góc nào đó, hay là một hai cái ghế bar nào đó, họ tự làm khách của họ thôi, thì tự riêng, tự ăn riêng vậy đó. Nhưng mà phải có hợp đồng với chủ, thứ nhất là phải có hợp đồng. Thứ hai là phải tự mua dụng cụ. Giống như nếu mà làm nail phải tự mua dụng cụ, nước sơn hay là bột hay là bất cứ thứ gì là phải của bạn hết, đặt ở trong một cái góc mà bạn mướn á, phải có đầy đủ. Thứ ba là phải tự đặt lịch hẹn cho khách, là bạn phải có phone riêng, phải có lịch hẹn riêng của khách. Cái thứ tư nữa là bạn phải có cái business license, là giống như cái bằng giấy phép kinh doanh nhỏ vậy bạn. Bạn lãnh 1099 bạn bắt buộc phải có cái đó. Rồi cái thứ năm nữa là phải có hệ thống thu tiền và rút tiền, giống như mấy cái máy cà thẻ điểm tín dụng, thẻ ngân hàng, thẻ credit card đồ đó, thì bạn phải có máy quẹt thẻ. Nếu mà họ đủ 5 điều kiện này á thì trên tay boy họ xuống họ kiểm,
thì bạn có quyền được lãnh 1099. Thì cái đạo luật MP5 này nó ra, mình nghĩ là Tabor họ cũng siết rồi. Giống như cái chuyện của anh Andy Watt ấy, thì anh này lúc trước làm thợ nail, làm chung tiệm với mình thôi. Thì ảnh mới mở tiệm ra khoảng một năm mấy nay, thì ảnh cũng trả thợ W2 có rồi, 1099 có, mình cũng không biết. Thợ của ảnh thì cũng khoảng chừng 4 người 5 người thôi, ảnh mở tiệm cũng nhỏ. Thì xưa một cái là nó mới vừa ban hành đạo luật ra hồi tháng 1, đầu tháng 1, thì khoảng 15-16 tây tháng 1 vậy á, Tabor xuống nó kiểm. Mà nó lại không kiểm gì cái quy cách làm nail, nó không kiểm gì vệ sinh, an toàn hay là cái gì hết, mà nó lại hỏi về thuế. Nó xuống nó kiểm, nó hỏi một người hai người trả W2 ok. Thì nó hỏi đến chị này là chị lãnh 1099, thì không thể nào nói mà nó xạo được, nó điều tra cũng ra mà. Rồi nó nói là lãnh 1099 chứ không phải W2. Nó mới hỏi ảnh với chị này hai câu mà trả lời không được là ghi giấy phạt luôn. Hỏi ảnh á, người này làm 1099 độc lập riêng với tiệm của anh, tại sao chị này mặc áo đồng phục của anh? Đó, áo đồng phục của tiệm á, tại vì mặc áo đồng phục nguyên cả tiệm luôn. Đó là anh trả lời không được một cái. Xong rồi cái người Tabor này cũng quay qua hỏi cái chị thợ đó là chị làm 1099, tức là chị làm riêng, thì nước sơn của chị để ở đâu, nước sơn riêng của chị ở đâu, chị mướn cái chỗ nào là khu vực riêng của chị, rồi cái giấy phép đâu, hợp đồng mướn đâu. Và chị này im re luôn, không biết trả lời. Thì nó ghi giấy phạt là 200 mấy chục ngàn á, thì cái này anh không nói chính xác, anh nói khoảng là hơn 200 ngàn thôi đó. Thì cái chuyện này mình nghĩ là nó trên Tabor họ chưa đủ người để đi kiểm tra thôi, chứ thật sự họ cũng đang siết lại đó bạn. Nói về cái đạo luật này á, thì giữa chủ và thợ đều có cái bất lợi và cũng có cái hại. Trước mắt là chủ á, thì bất lợi trước tiên nếu mà áp dụng theo đạo luật này á, thì sẽ mất thợ rất là nhiều. Tại vì bạn biết trả lãnh lương cao như vậy á, thì thợ sẽ nghỉ, tại vì mất Medicare, ngoài mất những cái tiền trợ cấp của chính phủ, họ sẽ không xin được gì hết, họ sẽ nghỉ. Giống như tụi mình cũng nghỉ khoảng 4-5 người rồi. Với lại cũng có một vài người bạn của mình á, ở tại tiểu bang Cali làm, khi nghe cái đạo luật này ra lại bỏ đi sang bang, đi qua tiểu bang khác để làm, thì ở Cali sẽ thiếu thợ. Rồi, rồi cái bất lợi tiếp theo của chủ tiệm nail á, là phải tốn thêm một phần thuế để đóng cho thợ. Tại bạn trả theo đạo luật này, chủ phải đóng một phần thuế nữa. Đó là hai cái bất lợi trước mắt mà chủ phải chịu. Mình thấy rất là nhiều chủ phải chịu bất lợi cái này, đặc biệt là mất thợ. Rồi cái lợi của chủ tiệm nail á, là nếu như mà Tabor họ đủ người, họ siết chặt những cái này á, thì những tiệm nhỏ sẽ bị đóng cửa, bị phạt, bị đóng cửa rất là nhiều tiệm. Còn lại những tiệm mà lớn áp dụng theo cái luật đúng luật á, thì sẽ được tồn tại lại. Và mình nghĩ là sau này nếu mà siết chặt mà nhiều tiệm nail đóng cửa, thì những tiệm còn trụ lại được á, thì nghề nail sẽ được tăng giá thì sản phẩm, tại vì ít tiệm nail làm quá, cho nên là sẽ được đẩy giá cao lên. Rồi tiếp theo nói về cái lợi của thợ, thì giống như cái đạo luật này ra theo ông Tyler Diệp á, thì cái này là đạo luật cho bảo vệ cho nghề nail. Nhưng mà thường tất cả các thợ nail của mình làm chung á, thì thấy họ không có nghĩ đến về cái sau này. Thì lãnh tiền lương ít rồi chết 1099, thì sau này về hưu á, bạn sẽ không có một cái quỹ hưu, không được lãnh trợ cấp tiền hưu về già, chỉ lãnh được tiền già thôi. Đó, thì cái đạo luật này ra để bảo vệ cho nghề nail theo ông Tyler Diệp, thì cái này là có lợi cho thợ nail được bảo vệ, được có tiền hưu sau này lúc về già, rồi được khoản quỹ trợ cấp thất nghiệp, nếu mà nhà chủ có đuổi hay gì đó thì mình vẫn có thể xin được thất nghiệp. Đó là cái lợi. Còn cái bất lợi giống như mình nói ở trên đó là không có một cái tiền trợ cấp Medicare hay là xin tiền học, tiền này kia nọ, thì khi bạn làm lương cao như vậy thì sẽ không xin được. Rồi một số ý và phân tích với các bạn như vậy về cái luật nghề nail thay đổi ở trong năm 2020. Thì mình nghĩ Tabor họ chưa có đủ nhân lực để siết chặt các tiệm nail các bạn, nhưng mà họ cũng đang siết. Điển hình như anh bạn mình kể trên đó đã bị phạt rồi. Ok, mình chia sẻ một số ý với lại quan điểm cá nhân để cho các bạn nắm rõ về cái luật nghề nail 2020. Ok, chào tạm biệt các bạn nha.